chào mọi người. Hôm nay xin sẽ tiếp tục làm video đi xuống sông Đồng Nai để câu cá nha mọi người. Địa điểm mà Thiên chọn trong chuyến đi lần này sẽ là một cái chỗ mà vừa mùa khô, là ngay cái chòi của Thiên ngay ngã ba suối Đắc Ca với lại sông Đồng Nai đó mọi người. Không biết cái dạo này con đường đi xuống sông như thế nào đó nha mọi người. Do dạo gần đây thì mưa nó cũng ít, chắc cũng khoảng hơn tuần rồi không mưa nha mọi người. Nghe anh em họ đi họ kể lại là suối Đắc Ca thì không cần cầu qua bên đó nha mọi người, có thể đi được. Trên vì thế hôm nay Thiên sẽ thử đi xuống thăm cái chòi của Thiên, xong tình thể Thiên sẽ câu luôn nha mọi người. Và hiện tại bây giờ thì Thiên cũng vừa mới ráp xong áo giáp đó mọi người. Nó áo giáp giáp xe, giáp mới luôn nha mọi người. Đó, Thiên cũng mới mua giáp mới luôn. Đó, nói chung là đồ hôm nay thì khá là nhiều, không biết có đi được hay xuống dốc có đi được hay không. Bây giờ thì mời tất cả mọi người cùng theo Thiên xem coi con đường xuống sông ở chỗ Thiên hay đi xem như thế nào nha mọi người. Mời tất cả mọi người. Giao bánh xe rất là sâu luôn, không biết có đi được không. Thank you.
ghi cơ. Mọi người thấy cây lỗ nó ngã này mọi người. Ông biết có qua đâu, phải chui đó nha mọi người. Và như vậy là từ nãy giờ Thiên vừa mới xuống được 1/3 nha mọi người. À, bây giờ là còn một cái dốc, xuống thêm một cái dốc cuối cùng này nữa là sẽ tới chỗ anh em Thiên hay để xe. Xong rồi tới chỗ để xe xong rồi Thiên mới xuống thêm một đoạn là tới Sri Lanka nha mọi người. Nó tí là sau khi tới Sri Lanka rồi không biết có qua được Sri Lanka để tới cái chòi của Thiên gần xong hôm nay không nha mọi người. Thì mời mọi người cùng theo tiếp tục theo Thiên xuống dốc thêm một đoạn nữa nha mọi người. Kiểu như mình thăng nó không có, không có dính luôn nha mọi người. Thank you.
dưới kia là suối đá ca nha mọi người. À, giờ thì Thiên và anh em sẽ xuống theo cái đường này xuống dưới kia, rồi chắc là phải băng qua suối nha mọi người, chứ không có cầu nha mọi người. Địa hình chỗ này không có sâu nha mọi người. Thiên sẽ cột cái đầu dây bên kia trước, xong rồi tí nữa sẽ cái đầu bên này thì sẽ cột ngay cái cây chỗ này cho người, xong rồi em sẽ di chuyển cái đồ qua bên kia, rồi sau đó thì Thiên sau khi qua được bên đó rồi Thiên mới xuống bên kia kiểm tra lại cái dây cầu vừa rồi mọi người, xem có sửa lại được hay không, hay là còn thay dây cáp mới nha mọi người. Em xem cũng đang qua bên đó. Ngoài nhìn thấy nước cũng rất là xích luôn. Đó, cái cầu cũ thì dưới kia nha mọi người. Đó, cái cầu cũ thì dưới kia. Lát lắm đó em bác. Bác ơn hai con tìm ra nữa là